Vào đi. Anh ơi, anh xem ký giúp em bản hợp đồng với ạ. Alo. Cái gì? Các anh nói vậy là sao? Rõ ràng là lần trước tôi và bên anh đã chấp nhận và ký kết hợp đồng này rồi sẽ giao 50% số tiền. Em mà anh nghe nói như vậy à? Sao các anh làm ăn như trò đùa vậy? Tôi đã phải hủy hợp đồng với các bên khác để làm ăn với bên anh mà giờ anh nghe nói như vậy à? Được rồi. Cô làm ăn như vậy mà được à? Làm ăn kiểu gì mà bây giờ khách hàng thì muốn rút lại vốn? Thế là thế nào? Anh ơi, em cũng không biết tại sao người ta lại hủy hợp đồng nữa. Cô là thư ký của tôi mà bây giờ chuyện như vậy, cô ở đó không biết à? Thôi được rồi, bây giờ tôi với cả cô đi sang bên công ty họ để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà anh ơi, cũng sắp đến giờ có cuộc họp với công ty Phương Trung rồi ạ. Mà em nghĩ nếu mà bây giờ sang đấy thì mình sẽ không kịp giờ họp mất. Với lại công ty Phương Trung cũng là một đối tác lớn của mình nữa. Bao nhiêu chuyện đổ hết lên đầu cho tôi, chả hiểu cô làm thư ký của gì nữa, là giúp được việc gì cả. Thôi được rồi, bây giờ sang bên công ty kia giải quyết ngay đi. Dạ vâng ạ. Biết là hợp đồng này rất là quan trọng rồi đấy, nên là liệu mà thuyết phục người ta sẽ tốt. Em biết rồi, chuyện đấy mà anh cũng cần phải lo nữa à? Được rồi, anh cứ nhắc thế để cho em nhớ. Em biết rồi, thôi mình đi vào đi anh. Không, anh chị ơi, anh chị dắt em gọn cái xe bên kia chứ sao anh chị lại để mưa thế này, nhỡ mất thì anh chịu trách nhiệm rồi ạ? Mày là bảo vệ thì công việc của mày phải là dắt xe và hầu hạ khách, chứ không ai thuê mày đến đây để ngồi uống nước rồi sai bảo khách hàng như thế cả. Chị ơi, chị nói như vậy là không được rồi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng để xe đúng nơi quy định, mà chị lại để xe như thế này thì nhớ ai người ta đi tới người ta thấy người ta dắt mất thì sau đó ai chịu trách nhiệm à? Mày nói không ai chịu trách nhiệm là sao? Thế công việc của mày đến đây để làm gì? Là làm bảo vệ đấy. Nếu mà mày không biết là mình phải làm gì, sao mày không nghỉ việc ở nhà luôn đi? Còn nếu như mày không muốn dắt xe thì mày vẫn phải dắt. Bọn tao không dắt đấy, mày làm gì được? Đúng rồi đấy, cô ấy là đúng rồi đấy. Cậu moi dắt xe của bố tôi vào đi. Dắt xe vào và bảo vệ cho sạch tốt. Nếu bị sức với sức nào ấy thì cậu không có tiền mà đền đâu. Mày nghe rõ chưa? Nếu như mày không làm cho tử tế, tao sẽ bảo người ta đuổi việc mày đấy. Cái gì? Tắt đi chứ còn cái gì nữa. Đi thôi. Con người chẳng ra làm sao. Hai người này bỏ quên điện thoại này. Đừng có mang đến xã hay là cứ mang đi quản lý giải quyết. À, anh bảo này, em xem nào, liên lạc với bên cái studio luôn đi. Để từ lớp mình học xong bên này, rồi mình sang bên đấy để mình nói chuyện với họ về việc lý do tại sao hủy hợp đồng. Dạ vâng ạ. Điện thoại của em đâu mất rồi. Làm sao đấy? Em nhớ rõ ràng là mang điện thoại đi, mà sao giờ không thấy đâu nữa. Hay là để vào xe, tìm kỹ lại xem nào. Ôi, thôi đúng rồi, em để quên ngoài xe rồi. Mà nhìn mặt cái thằng bảo vệ lúc nãy, nhìn đã biết không phải loại tử tế gì. Cái này khác gì là mỡ trong miệng mèo đâu chứ. Thôi, anh cầm lấy rồi vào trước đi, để em ra ngoài đấy tìm. Giờ này không mất được cũng nên. Đi cẩn thận thôi. Rõ ràng là mình mang điện thoại đi mà nhở. Sao lại không thấy? Điên hết cả người. Này cái thằng kia, điện thoại còn đâu đâu rồi? Cô hỏi gì nào vậy? Điện thoại nào? Điện thoại nào của cô tôi làm sao biết được? Chắc là mày không biết điện thoại của tao. Nhưng mà mày thấy điện thoại của tao đắt tiền,
nên là mày lấy đem đi bán rồi đúng không? Này cô nói cho cẩn thận. Tôi làm bảo vệ ở đây 6 năm rồi, tôi chưa từng lấy cái gì của ai cả. Tôi nghèo thật, tôi không bao giờ làm những chuyện tắt mắt như thế. Tôi nghèo nhưng tôi không bao giờ tắt mắt cái gì. Được, vậy để tao hỏi mày nhá. Cái điện thoại trên tay của mày là từ đâu mà ra? Nghèo như mày làm sao có tiền để mua cái điện thoại này? Chắc chỉ có đi ăn trộm, ăn cắp của người khác thì mới có cái điện thoại này để dùng thôi. Này, cô nói cho cẩn thận nhá. Sao? Tao đổ oan cho mày chắc. Cái loại đã nghèo lại còn suốt ngày ăn trộm cắp của người khác thì chúng mày mãi mãi chỉ ở dưới đáy của xã hội thôi. Này cô nói một vừa phải thôi, đừng có mà quá đáng. Mày nói ai quá đáng hả? Tao nói cho mày biết này, mày khôn hồn thì trả điện thoại cho tao, nếu không mày sẽ không được sống yên ổn đâu. Có chuyện gì ở đây vậy? Anh ơi, không có chuyện gì đâu ạ. Đây là cô ta bỏ quên điện thoại ở dưới xe hay sao? Cô ta xuống đây chưa hỏi han gì cả, cô ta đã đổ oan cho em là ăn cắp điện thoại của cô ta, mà lại còn hỏi với cái thái độ hống hách nữa. Này cái thằng kia, mày đã ăn cắp, mày lại còn tỏ ra cái thái độ vô tội đấy à? Sao? Liên quan gì đến anh? Không phải chuyện của mình thì biến. Đúng, không phải chuyện của tôi, nhưng tôi thấy chuyện bất bình tôi tham gia vào thôi. Mà tôi nhớ từ bé ai cũng phải học cách tôn trọng người khác chứ nhỉ? Được học thì đã làm sao? À, hay là hai người cùng một ruột với nhau, cùng từ cái ổ trộm cắp mà ra. Bây giờ một người thì đi ăn trộm, còn một người thì lại diễn cái vở la làng. Cô ăn nói cho nó cẩn thận. Cô bảo cô ăn cắp, thế cô có bằng chứng gì không? Mày vu oan cho người khác cũng là một cái tội đấy. Mà nhìn cô cũng trẻ trung xinh đẹp, có học thức, nhưng mà sao lại cư xử như một người vô văn hóa như vậy? Được, thế tôi hỏi anh nhá, từ lúc tôi đến đây chỉ có một mình nó lảng vảng trông xe ở đây, nó không lấy trộm của tôi, chắc là anh vào đây để lấy hả? Cô nói cho nó cẩn thận, cô chưa biết thực hư thế nào thì đừng đánh giá người khác như vậy. Thôi, đã nghèo hèn rồi thì đừng có cố tỏ ra thanh cao để làm cái gì. Cố gắng làm gì, ra đường ăn trộm ăn cắp, người ta lại đánh cho rụng hết răng, không còn cái răng nào để mà ăn cháo đâu. Cô, thế bây giờ sao? Mày có trả điện thoại lại cho tao không? Tao đang có việc gấp, nếu không tao gọi quản lý của chúng mày xuống đây thì mọi việc sẽ giải quyết nặng nề hơn đấy. Cô mất đồ á thì cô tự đi mà trình báo với quản lý, đừng có mà ra đây rồi vu oan giáo họa cho người vô tội. Sao? Vô tội? Mày nhìn lại bản thân mày đi, cũng chỉ là một thằng bảo vệ nhếch nhác. Còn cậu có ăn mặc khá hơn thì chắc cũng chỉ là một thằng đa cấp. Tất cả đều là sự tạm bợ, nghèo hèn, không có tư cách để nói vô tội đây. Cô thôi đi, cô nói như vậy là quá đủ rồi đấy. Thế bây giờ đã trả lại túi cho tao chưa? Động đến ai thì động, chứ động đến tao là chúng mày sai rồi đấy. Em làm gì mà lâu vậy? Anh chào anh ạ. Chào cậu. Anh quen nó sao? Chào anh ấy đi chứ, đây là chủ tịch đấy. Để em chào chủ tịch ạ. Đây là nhân viên của cậu à? Dạ vâng ạ, đây là thư ký của em. Hôm nay em và cô ấy đến đây để ký hợp đồng với bên công ty anh ấy ạ. Anh vẫn còn nhớ lịch chứ ạ? Không biết là từ bao giờ công ty tôi lại đi hợp tác với một công ty có những con người khinh thường người khác như vậy. Thế là sao ạ? Em giải thích đi, thế này thế nào? Anh ơi cứu em. Trước lúc cậu ra đây thì cô ta đã lớn tiếng với tôi và cậu bảo vệ này, còn đổ tội cho cậu này lấy cái điện thoại của cô ta, lại còn nói những lời lẽ xúc phạm. Một công ty đi ký hợp đồng mà lại có thái độ khinh thường người khác như vậy thì cậu thử xem có được không? Anh ơi, thực sự gì lúc nãy bọn em có để quên điện thoại vào này thật, nhưng mà may là quản lý vừa liên lạc và gửi lại cho em rồi ạ. Nhưng mà chắc là chuyện này cô ấy chót dại nên là mong anh bỏ qua. Cái điện thoại mất thì có thể mua cái khác được, chứ hành động mà mất thì không được đâu. Anh ơi, anh cho em xin lỗi. Tại vì lúc nãy em nóng giận quá nên là em mới có những hành động và lời nói như vậy.
từ lần sau em sẽ không có những hành động như vậy nữa đâu ạ. Anh tha lỗi cho em nha anh. Đối tác của tôi mà lại có thái độ như vậy thì tôi không thể tha thứ được đâu. Hai người đi về đi. Anh ơi chậm một chút. Tôi sai rồi. Thôi, anh cầm lấy. Cô thôi đi. Thứ nhất là cô nên cầm tiền của cô về đi. Đã làm người ấy, làm sai thì biết xin lỗi chứ không phải dùng tiền để giải quyết. Nếu mà dùng tiền để giải quyết thì tôi có thể cho cô gấp đôi, gấp ba lần như thế này. Làm người đã có ăn có học thì phải biết cư xử sao cho đúng đạo lý. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tình người đâu. Còn cậu có một thư ký như thế này thì chắc là cậu biết kết quả của hợp đồng hôm nay rồi chứ. Anh ơi, em xin lỗi anh mà anh có thể bỏ qua chuyện này được không ạ? Chứ hợp đồng lần này rất là quan trọng với công ty của em. Nếu mà không được ký kết thì công ty bọn em sẽ không vượt qua khó khăn này được đâu anh ạ. Mong anh giúp đỡ ạ. Quyết định của tôi thì sẽ không thay đổi được đâu. Tốt nhất là hai người đi đi. Anh ơi, em xin lỗi. Cô chuẩn bị xác định nghỉ việc luôn đi. Em xin phép anh ạ. Anh